các góc trong hình vẽ băng châu, các góc trong hình vẽ, các góc trong hình vẽ, à chọn, xin lỗi, cho hình vẽ sau, chọn câu đúng, xin lỗi, xin lỗi, con chọn đáp án là gì con? Rồi ok, ở đây các bạn sẽ có một góc duy nhất, đó là góc góc O. Và hai tia ở đây là tia OX, OY chính là hai cạnh OX, OY, góc X, OY và đỉnh của nó là đỉnh đỉnh O. 1A nhá. Câu 2. Thảo Linh. Câu 2 đi. Đây. Thảo Linh. Câu này đề ở nó rất dài. Nhưng mà chung quy lại thì nó quy về trung điểm thôi. Kéo co là môn thể thao, vân 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 vân. Người ta buộc sợi dây đỏ vào dây thừng chia đều cho hai đội. Sợi dây thừng dài 7 mét thì vị trí buộc cách sợi dây thừng là bao nhiêu? Cái bài này thì nó quy về trung điểm các bạn thôi nhé. Sợi dây 7 này thì nó buộc ở giữa. Hả? Đây là phiếu đáp án đi cô. Cô đi nhận không? Đây ạ. Rồi ok, đáp án là B. 2B. Kéo còi nó chỉ quy về tính trung điểm thôi. Tiếp theo câu số 3. Các bạn có biết cái hình ảnh của cái quang gánh không? Các bạn thường các bạn ở nông thôn, ở quê các bạn sẽ biết cái quang gánh. Còn đâu nếu các bạn nào ở thành phố suốt từ bé rồi chắc các bạn không biết cái này. Có. Biết không? Có mấy bà hay cầm hoa quả để lên tay bán. Ờ à, đúng rồi đấy. Mẹ con cầm cái gì? Chỉ thế là nhanh thôi. Con ra được. Cái quang gánh thì nó cũng là bài toán quy về trung điểm nhá. Q này, M này, G này, đoạn QM nó là 75 cm. Nếu vị trí gánh tại điểm M thì độ dài đòn gánh là bao nhiêu? Ok, thằng M này vị trí chính giữa chính là trung điểm thì QM bằng 75 thì thằng MG này cũng 75 và QG nó chính là 75 nhân 2 và nó sẽ là bằng 150. Đây là bài toán quy về kiểu hình ảnh thực tế. 3 là A. À, vẫn chỉ là trung điểm thôi. Câu số 4. Câu số 4 các bạn comment cho thầy trên hình này có bao nhiêu góc? Cả lớp comment cho thầy nhé. Câu trên hình này có bao nhiêu góc? Đếm đi, chỉ việc ngồi đếm thôi. Toán lớp 1 nào, 1, 2, 3, 4. Comment bao nhiêu góc nào? 6. Thấy rất nhiều đáp án. Thấy cả đáp án B và đáp án C. 6 hả? À? Cứ comment đi cả lớp, cứ comment đi. Không, các bạn chưa học đến cái đấy. Đây các bạn chỉ là hình học phẳng thôi. Vẽ trên cái mặt bảng thôi. Chưa, lên lớp, lên cấp 3 các bạn mới học đến cái hình đấy cơ. À đâu, lớp 8 có học cho. Lớp 8 có học rồi. Rất nhiều đáp án nhá. Rồi ok, các bạn nhìn lên hình thầy đánh dấu góc cho các bạn này. Hình như là thấy mỗi Nguyệt Cát đúng rồi. 6. Hoàng Long đúng rồi. C. Còn đâu rất nhiều bạn chưa đúng. C. Trước tiên nhá, trong một tam giác này thì có mấy góc các bạn? 4. Một tam giác mà. 3. Bản thân một tam giác thì nó sẽ có 3 góc.
1, 2, 3. Thế ở đây có mấy tam giác? 1, 2, 3 nhân lên đã là 3, 3 tam giác nhân 3 nó là 9 góc rồi. Và bản thân cái tam giác ngoài cùng đây này nó là một tam giác nữa. Thế trên đây có mấy tam giác? 4 tam giác. 4 nhân 3 phải là 12 góc. Thôi đúng rồi. Ôi. Thôi đi ông tướng ạ. À. Bảo 6 góc thôi, bây giờ kêu đúng rồi. Nhá. Góc 1 này, góc 2 này, góc 3. Trước tiên thầy đánh dấu 3 tam giác. Mỗi tam giác 3 góc thì là các bạn đã có 9 góc rồi. 9 góc, được chưa? Và tiếp theo nó sẽ có một góc to của tam giác to nữa. Ấy ấy ấy. Đây, góc to này. Có chứ. 3, được chưa? Nên tổng của nó sẽ là 12 góc nhá. Đáp án là C. 5B. Câu số 5C. Câu số 5. 5B. Thôi 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 thôi. Từ từ. Các bạn comment câu số 5 nào. 8 giờ có là C ạ. 8 giờ C. Đồng hồ treo tường đang chỉ 8 giờ đúng, khi đó góc tạo bởi kim giờ và kim phút là mấy, là góc gì? Không nhớ đồng hồ như nào hả? Đây. Con nhớ chắc chắn. À không nhớ. Rồi, giả sử đây là cái đồng hồ này. Thì trên đây nó chính là số 12, số 6, số 3 và số 9. Được chưa? Đồng hồ đang chỉ 8 giờ đúng. 6 thì đây là 7, đây là 8. Kim giờ nó đang vào đây. Kim phút nó đang vào đây. Thế cái góc này là góc gì? Góc. Góc này mà là góc nhọn hả? Góc tù. Góc lớn hơn 90 độ ấy. Đây là góc 90 độ này. Khi mà đồng hồ của các bạn chỉ 9 giờ nhá. 9 giờ thì nó chính là góc vuông. 9 giờ thì nó là góc vuông. Còn đâu khi mà đồng hồ 8 giờ thì nó chính là góc tù rồi. Được chưa? Đáp án câu số 5 là C. Dễ không? Trắc nghiệm cho cái này là cho điểm rồi còn gì nữa. Còn muốn dễ đến đâu được nữa đúng không? Bài thi chắc chắn nó có đại hình, cả hình, cả đại. Ca trước học đại thì còn gì. Ca này học hình thôi. Thầy ơi, con này thì con là biết. Cho hình vẽ có bao nhiêu điểm nằm trong góc X, A, Y? 3 điểm. Thầy phải gọi con. Gọi rồi. Thầy chưa gọi con. Bích Hạnh, trong câu này có bao nhiêu điểm nằm trong góc con? Bích Hạnh, bây giờ con kể tên cho thầy các điểm nằm trong góc. Bích Hạnh. Kể tên cho thầy các điểm nằm trong góc nào. Nhìn rõ không? Dạ có. Nhớ vâng. Điểm. À, điểm. Đây con cứ kể tên những điểm nằm trong góc đi. Điểm B. Ôi, thông minh. D, E. D, E. Gì nữa? Dạ. B. B. Điểm F có nằm trong góc không? Có. F. Rồi ok nhá. Thầy nhắc lại, bây giờ đáp án các bạn chỉ đến 4 thôi. Điểm C nó nằm ngoài hẳn rồi, không nhắc đến làm gì nữa. Điểm nằm trong góc này thì tất cả những cái khoảng không gian bên trong này, bên trong của hai cạnh, được chưa? Ở đây điểm F mình có thể kéo dài ấy thằng này ra, thì điểm F bản thân nó cũng sẽ nằm ở bên trong, đúng không? Nhưng mà nó chỉ là các điểm nằm bên trong thôi, nó không tính các cái điểm nằm ở trên hai cạnh, trên cạnh AI, trên cạnh AX. Những cái điểm này nhá không phải là điểm nằm trong góc. Chú ý nhá cả lớp. Điểm này là sai này à. Được chưa? Chỉ tính các điểm nằm trong thôi. Các điểm nằm ở bên trên đây này. Ví dụ ở đây thầy có điểm điểm A đi chẳng hạn. À quên, điểm A là gốc rồi. Điểm M đi chẳng hạn. Đó, điểm M này thì không phải. Điểm
B này cũng không phải nhá, người ta không tính các điểm nằm ở trên cạnh AI, AX không tính. Nên là ở đây các bạn chỉ có điểm D, điểm E với điểm F thôi, cụ thể là 3 nhá. 6. 6 là B. Đấy các bạn chữa luôn bài vào, bạn nào mà khoanh điểm B thì đánh dấu bút đỏ vào sai nhá. Hết trắc nghiệm. Đấy, hết trắc nghiệm rồi đấy. Thế các bạn thấy không, lý thuyết hình học của mình lớp 6 nó chỉ liên quan đến gì nào? Điểm này, đoạn thẳng này, đường thẳng này, xong đến tia này, xong đến góc này. Góc thì nó sẽ có điểm nằm trong góc này. Tia thì nó sẽ có tia trùng nhau, tia đối nhau này. Được chưa? Và chứng minh, và trung điểm, và chứng minh điểm nằm giữa. Đấy, kiến thức hình học nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Kiến thức hình học lớp 6 rất là dễ, nó chỉ có vài cái ý như thế thôi. Nên là cố gắng mà nhớ ha. Được chưa? Ok. Ok hả? Xong giờ làm tự luận nhé. Rồi, chuyển bài tự luận nào. Tự luận. Các bạn về nhà luyện tập vẽ hình nhiều hơn nhé. Thầy thấy các bạn vẽ hình vẫn chưa được tốt lắm đâu. Nhiều bạn vẽ hình rất là không tốt. Chịu khó vẽ nhiều cho quen tay đi. Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Tính độ dài AB. Con. Làm vào đi con. Rồi, trước tiên là mình vẽ hình nhá. Hai thằng vẽ hình vào vở thì xem nào. Tất cả đâu Nam Anh? Đi học hình không có tất cả vẽ cái gì. Ủa, cái nào? Yeah. Lần sau đi học nhớ mang thước kẻ nhá. Đi nhớ các bạn đi thi nhá, nhớ là thước kẻ IKEA Compa lúc nào cũng phải đi theo bên người nhá. Cái dụng cụ học tập cho nó vào cái hộp bút ấy thì chả bao giờ quên được cả. Quên lại cầm bút. Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. AM bằng 2, M B bằng 3,5. Đoạn này là 5,5. A này 4, M 3,5, 7, 3, 6, 7. Cho hai điểm A và B, biết AM bằng 2, MB bằng 3,5. Tính độ dài đoạn thẳng AB. Nào ý A. Thảo Linh. Thảo Linh. Làm gì ra? Đây là cái điều mà các bạn ok, đây là điều mà các bạn rất thích đúng không? Đề bài người ta cho rồi, M nằm giữa hai điểm A và B. Sử dụng luôn, không phải chứng minh cái gì nữa cả. À, vì M nằm giữa A và B. Đây là đề bài cho rồi, mình dùng luôn nhá. M nằm giữa A và B. Rồi sao nữa con? AM cộng MB bằng AB. Đến đây thì thay số vào thôi. AM bằng 2, MB bằng 3,5. Vậy AB bằng 5,5 cm. Ok.
xong câu A rất dễ, có đúng một dòng thôi. Ba dòng, bốn dòng, bốn dòng. Cái này thầy viết ra như vậy thôi, thay số vào phát suy ra AM 5,5 luôn, cái đấy không tính dòng. Ghi bài cho cẩn thận vào để trình bày. Này này này, vừa mới nhắc xong dòng kẻ đâu, vẽ lại hình. Thùng vỡ thế ạ. Không. Ờ, câu B là một cái hình khác à? N nằm giữa hai điểm là CD. Ờ, ok, câu B các bạn là một cái hình khác nhá. Hai ý hình không liên quan đến nhau. Thật ra bài này các bạn không có hình cũng được. Tại vì sao? Tại vì người ta cho hết rồi. M nằm giữa này, N nằm giữa này. Nên bài này các bạn không có hình cũng được nhá. Câu B, vì N nằm giữa hai điểm CD, tính ND. Bạn làm thầy câu B nào. Hải Phú. Con đau quá thầy ơi. Dạ. Sao? Làm thầy câu B nào. Em chưa thấy là... B gì? Ở đây các bạn có thể vẽ nháp hình ra ngoài như sau này. CD. CD bằng 8, CN bằng CN bằng 4. CD bằng 8, CN bằng 4, tính ND. Đây tính ND. Phú nào tính ND thầy nào. Em chưa thấy là vi vi nơ nơ xế à vi nơ nằm giữa xế xế. Rồi vi là nơ xế. Đọc 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 lẹ lẹ đọc lẹ nào. Lẹ. Nơ sẽ cộng nơ dế bằng sẽ dế. Suy ra à suy ra sẽ dế tư nơ dế bằng nơ à sẽ dế tư nơ sẽ bằng nơ dế. Chưa đi nơ c. Ok đến đây thay số rồi, nơ d bằng. Rồi, người ta hỏi là N có là trung điểm của CD hay không? N có là trung điểm của CD hay không? Vì sao? Thế N có là trung điểm không con? Đây, thứ nhất, N nằm giữa. Thứ hai là ND. Nó bằng 4 mà nó bằng CN cũng bằng 4. Ở đây các bạn có thể suy ra là ND nó sẽ bằng ND bằng NC. ND bằng NC bằng 4 cm. Cái đánh dấu là 2. Cái đánh dấu là 1. Từ 1 và 2 suy ra N là trung điểm. N là trung điểm của CD. Thế thôi. Bài này không có hình vẽ hay các bạn vẫn làm được bình thường nhé. Nhưng mà thôi, khi học, khi làm hình tự luận ấy thì thầy vẫn yêu cầu các bạn phải vẽ hình nhé. Luôn luôn có cái hình vẽ nhé.
Được chưa? Xong câu đầu tiên nhá. Cái dạng toán về hình học chứng minh điểm nằm giữa này mình đã làm rất là nhiều rồi. Các bạn về chịu khó mở lại video xem nhé, ôn tập lại. Mình chuyển bài nhé. To để nhìn cho nó rõ. Phương Anh. Bài này không có tính toán gì cả. Rồi ok, Phương Anh làm thầy IA nào. Điểm nào nằm trong góc BAD? Điểm I. Rồi ở đây thầy có góc này BAD là góc A này. Điểm I còn không con? Có. Còn điểm nào không? Ở trên hình này có điểm B, điểm A, điểm I, điểm D, điểm C. Thế điểm I nằm trong góc rồi, điểm D có nằm trong góc không? Không. Điểm I có nằm trong góc không con? Có. Điểm I có. Điểm D không? Phương Anh? Đâu, đó là gọi mẹ nó, nhờ mẹ nói. Nói linh tinh con. Điểm D là... Phương Anh? Nào, điểm D có nằm trong góc BAD không con? Không. Điểm C có nằm trong góc BAD không? Không. Thầy nhắc lại một lần nữa cho Phương Anh nhá. XOY này, điểm nằm trong góc thì nó sẽ là cái khoảng bên trong này này. Được chưa? Ví dụ ở đây thầy có điểm A, kéo dài ra đây thầy có điểm C. Khi mà con kéo dài tiêu X, kéo dài tiêu Y ra thì điểm C nó cũng nằm trong góc. Và người ta sẽ các cái điểm nằm ở trên hai cạnh này này, điểm H này, điểm M này, hay là điểm N này, nằm hẳn bên ngoài. Thì những cái điểm này H, M, N người ta sẽ không phải là điểm nằm trong góc nhá. Ở đây nó chỉ có duy nhất điểm A với điểm C là điểm nằm trong góc thôi, không tính các điểm nằm trên cạnh. Thế bây giờ điểm D có nằm trong góc BAD không? Ừ. Không nhá, nó nằm ở trên cạnh, nó là bản thân nó là cạnh AD rồi thì nó không phải là điểm nằm trong góc. Thế điểm B có phải không? Có. Thế điểm C có nằm trong góc không? Có. Có, con kéo dài thằng AD, kéo dài thằng AB ra thì nó vẫn là điểm nằm trong góc nhá. Đó, Phương Anh ghi lại cái phần lý thuyết này lại cho thầy nhá. Nếu mà nhớ thì không phải ghi nữa, đâu quên thì ghi. Đo góc BAD và góc ACD. Các bạn đo thử ở trong phiếu học. Các bạn có phiếu học, các bạn đo thử cho thầy xem hai góc này bằng bao nhiêu. Đo góc thì chỉ có thước đo góc mới đo được thôi chứ. 90 độ. BAD bằng 90 độ à? Đó. Anh à. ACD bằng 70. Không, thước đo góc ở đây. Đây là đây. Thầy mượn thước hay nào? Không, vừa đo. BAD được chưa các bạn, sử dụng thước đo góc.
Còn bạn nào không nhớ cách sử dụng thước đo góc không? Lấy cái tâm của thước đo góc, ở đây thầy có sử dụng cái thước này nhá, lấy cái tâm của nó đặt vào cái góc A này. Cạnh AD nó nằm thẳng với dòng kẻ. Rồi thằng AB thì nó chỉ góc 90 độ. Nên là góc BAD của mình nó sẽ bằng 90 độ nha. Tiếp theo góc ACD. ACD. Các bạn đo được góc ACD bằng bao nhiêu độ? Nhiều độ là bao nhiêu độ? ACD, thầy đặt tâm của nó vào điểm C này. Góc của nó ở góc C, mình đặt đặt một cạnh xuôi theo chiều của thước kẻ này, xong cạnh còn lại thì nó chỉ góc bao nhiêu độ? Ở trên thước này của thầy nó đang chỉ là 70 độ à cả lớp? Này, Nam Anh đo thử trên giấy trong phiếu nó ở góc bao nhiêu độ? Thầy đo được là 70 độ. ACD. ACD là góc này nhá. 70 độ. Các bạn đo xem đúng 70 độ không? Không được. Tầm 74 75 độ. Tầm 74 75 gần đúng á. Đúng. Không đoán gần đúng không? Thật ra nó, các bạn đo nó lên đến khoảng 72, 73 độ gì đấy. Nhưng ở trên đây thầy lấy là 70 nhá. Còn đâu các bạn đo được bao nhiêu, các bạn điền bấy nhiêu là được. Nó khoảng tầm hơn 70 độ một chút. Điền đúng là được nhá. Minh Nguyệt. Nguyệt ơi. Có thế ạ. Rồi Nguyệt kể cho thầy một góc bẹt ở trong hình nào. Chỉ ra một góc bẹt ở trong hình. Đây hình đây. Có tương bao nhiêu điểm A, B, C, D, I. Chỉ cho thầy một góc bẹt nào. Thầy. Nguyệt. Góc bẹt là góc có số đo bao nhiêu? 180 độ. Góc nào con? Góc bẹt ABC. DC á? Góc bẹt thì nó phải là góc, nó phải có cái dạng đường thẳng như này này. AD. AD ở đâu? AD. Thì ở đây nó chỉ có duy nhất một điểm, đó là điểm Y, nó mới có cái dạng góc bẹt thôi nhá. Ở đây góc vuông này, đây góc nhọn này, thằng này góc C to đùng này, nó cũng chỉ là góc tù thôi. Ở đây có mỗi góc Y này nó mới có tia đối nhau thì nó mới hình thành lên góc bẹt. Ở đây các bạn có thể chỉ ra góc AIC hoặc góc BID. Đấy, ở đây có hai góc bẹt, các bạn có thể liệt kê nhé. Hai góc này là một đâu? Nhưng mà kiểu trung góc phải trung góc, nhưng mà nó có phải là cái trường hợp vừa nó trùng nhau nhá, ví dụ như này này. X O Y, trên đây thầy có điểm A chẳng hạn, trên đây thầy có điểm B chẳng hạn, thì khi các bạn kể tên góc X O Y thì nó cũng chính là bằng góc A O B. Được chưa? Còn đâu hai góc này nó khác nhau mà, một góc AIC, một góc BID. Hai góc nó hình chữ X này mà. Góc bẹt là góc AIC. Rồi. Góc đó và các góc đã liệt kê sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Thì góc ACD là góc nhỏ nhất này. Rồi tới góc vuông là góc BAD. Và tới góc AIC. AIC. Được chưa?
Đó, bạn nào quên chỗ nào thì bổ sung vào chỗ đấy nhá. Chỗ nào nó có tia đối nhau thì nó mới ra được góc bẹt. Ở đây thầy sẽ nhắc lại về so sánh góc nhé. Góc nhọn này nó sẽ nhỏ hơn 90 độ. Góc nhọn là góc bé nhất. Góc nhọn rồi đến góc gì? Góc vuông. Góc vuông thì nó bằng 90 độ. Tiếp theo đến góc gì? Góc tù. Góc tù lớn hơn 90 độ, nhỏ hơn 180 độ. Và góc cuối cùng đó là góc? Góc bẹt thì nó bằng 180 độ. Hả? Không. Đây, giả sử như góc nhọn này, cứ vẽ nó bé hơn 90 độ là được. Góc vuông này, góc vuông này chính là trên các góc vở, góc thước kẻ các bạn ấy. Nó hình ô vuông. Góc nhà ấy, góc tù này thì vẽ vượt quá cái 90 độ lên. 90 độ đây vẽ lệch nó sang bên này thì nó sẽ ra góc tù. Và góc bẹt, góc bẹt thì hiểu nôm na nó chính là một đường thẳng ấy. Hai tia đối nhau thì hình thành đến góc bẹt. Đó. Theo thứ tự tăng dần nhá. Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt. Rồi ok, chữa bài vào. Nhớ này rồi không cần ghi đúng không rồi? Giờ thầy không nhắc nữa. Đủ đủ vào thì cho về. À, sau ngày hôm nay nhá, sau ngày hôm nay học xong các bạn chụp vở ghi nộp vào trong nhóm học tập riêng cho thầy nhá. Thầy sẽ kiểm, hôm nay thầy sẽ kiểm tra vở ghi để các bạn. Và anh học. À, hai thằng ngồi đây kiểm tra luôn. Hãy dùng eke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt. Điểm nào nằm trong góc ADC. Ok. Các bạn bài này thì các bạn chỉ cần sử dụng eke để cần kiểm tra thôi, không cần phải sử dụng đến thước đo góc đâu nhá. Cứ sử dụng dựa trên cái thằng này này. Ví dụ như là góc góc A nhỏ này hay góc D này, bản thân nhìn là biết nó ở góc nhọn rồi, khỏi cần kiểm tra. Ví dụ như góc C này các bạn đoán xem nó ở góc gì thì hãy sử dụng cái này. Ikea các bạn, đặt nó vào xem so với góc 90 độ nó lớn hơn hay là bé hơn thì mình sẽ biết nó là góc nhọn hay là góc tù ha. Ở đây thầy đặt vào này, đặt một cạnh trùng với tia với cạnh CA, cạnh còn lại thì nó vượt quá cái góc của mình rồi nên góc C này là góc tù nhá. Góc C này là góc tù. Góc C bé này là góc tù rồi thì bản thân cái góc C to này cũng sẽ là góc tù. Góc A nhỏ này, A góc C nhỏ này thì là góc nhọn. Đây góc E này cũng thế. Rồi một bạn liệt kê cho thầy nhá. Hoàng Long. Kể tên các góc nhọn có trong hình nè.
Cái tên các góc nhọn. Dạ này các góc nhọn trong hình là góc CBE. CB gì? CB CBE hả? Hay là BA? CBE. CBE ok. Rồi trước tiên là con đi theo tam giác CBE nhé. Bản thân đây là một tam giác. Thì hãy liệt kê tất cả các góc nhọn có trong cái tam giác này đi. CBE. Tiếp theo. Tiếp theo là CDA. CDA. Đây. Tiếp theo. Tiếp theo là góc BAE. BAE. Ok. Tiếp. Tiếp theo. CAD. CAD, góc này. Đây thầy đánh dấu cho các bạn những góc màu vàng này là góc nhọn thôi nhá, chứ không phải là nó bằng nhau đâu nhá các bạn nhá. Chứ không phải là đánh dấu là bằng nhau ở đây đâu nhá, đánh dấu màu để các bạn nhìn thôi. CAD đúng không? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là ECB. ECB. Rồi, là góc này. Thế nên thấy bảo con là khi mà kể con đi theo tam giác đi. Lúc đầu con kể góc B này thì nó chính là nằm trong tam giác CBE. Thì ở đây nó có 3 góc thì hãy kiểm tra cả 3 góc đi xem nó là góc gì. Tiếp theo mình có góc BCE đúng không? Đây, BCE. Thế cái góc còn lại, góc này có phải góc nhọn không? Không à? Thầy đo thử nhá, xem có phải góc nhọn không nhá. Một cạnh đặt với EAC. Thế bản thân nó cắt vào đây rồi thì nó là góc nhọn rồi. Hả? Đây là góc 90 độ nhá. Đặt một cạnh vào đây, trùng với EC. Thì cái cạnh EB nó cắt vào đây thì nó là góc nhọn rồi còn gì nữa. Bao giờ nó phải ra ngoài đây thì nó mới là góc tù chứ. Thế bản thân mình sẽ có cái tam giác EABC này, cả ba góc đều là ba góc nhọn. Đó, liệt kê hết ra. BEC. Tiếp theo cái tam giác này, góc B nhỏ này cũng là góc nhọn này. A, B, E. B, E, A. Góc nhọn đấy của B, E, A là góc vuông. Quên, A, B, E. Được chưa? Còn thằng này nó là, bản thân thằng này là góc nhọn rồi, thì thằng này nó sẽ là góc tù. Hết góc nhọn chưa cả lớp? Hết nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 góc nhọn. Rồi tiếp theo đến gì? Góc vuông. Thành liệt kê thầy góc vuông Thành. A, A, E, B. A, E, B không phải. A, E, B nó là góc tù. B, A, D. Ở đây các bạn có hai góc vuông đây này. Đó là góc B. Với lại góc A. B, A, D. C, B, E. B, A, D với lại C, B, E. C, B, E. C, B, A, D, B, E. C, B, E nó ở góc nhọn ở đây rồi lại liệt kê vào góc vuông. C, B, A. C, B, A. A, B, C, C, B, A. Ừ. A, B, C, đứng đầu C, B, A ăn được. Ở đây mình sẽ có hai góc vuông là góc này này. Góc B với lại góc A. Được chưa? Thế ở đây còn lại góc, góc còn lại là góc tù thôi. Thằng này là góc tù này. Thằng C này là góc tù này. Đấy, chỉ cần sử dụng Ikea thôi nhé. Bài này không phải sử dụng kiến thức đo góc đâu. Ikea thôi. Thì thế mới phải sử dụng Ikea để kiểm tra. Góc tù góc ACD này. Và góc AEB. Ai đấy? Bạn nào đấy? Rồi Hoàng Long tắt mic đi con. À còn góc bẹt nữa. Các bạn còn liệt kê góc bẹt nữa. Góc bẹt A, AEDC, AED.
AEC ở đây chỉ có duy nhất một góc bẹt thôi, đó là góc AEC. AEC nhé. Góc, nhớ khi kể góc một là ghi từ góc, hai là có cái mũ kia kìa. Ừ, bật cam lên nào các bạn ơi. Ừ. Có chứ. Thôi không cần đâu, thầy tự xóa được. Rồi, góc C ở trên đây nó là góc tù nhá. Ở đây các bạn thiếu một góc tù nữa, đó là góc C lớn. Đó, B, C, D. Đấy, khi mà liệt kê góc các bạn liệt kê cẩn thận, tránh trường hợp bị thiếu kết quả nhá. Góc C này thầy đo ở trên đây thì nó là góc tù. Ở đây mình sẽ có 3 góc tù. Rồi, ok. Các bạn chữa bài vào. À, còn ý B nữa nhỉ? Ý B, đây là ý A nhá. Điểm nào nằm trong góc ADC? AB. Nguyễn Nam Anh. Minh Tuấn. Điểm nào nằm trong góc ADC con? Tuấn. Điểm nằm trong góc ADC. ADC. Điểm nằm trong góc ADC là điểm nào? Minh Tuấn. Nghe thầy gọi không? Minh Hồng à? Rồi, điểm E còn không con? Góc ADC đây kéo dài hai cạnh nó ra thì bản thân nó có điểm E với điểm gì nữa? Điểm E với lại điểm B nhá. Rồi, ok. Good. Hả? Cái gì đấy? Điểm E với lại điểm B. Đâu mất rồi? Phải cắm chuột à? Cắm ở đâu đây? Cái này bị lỏng rắc à? Chịu gì? Thôi chịu rồi.
Ok. Cái máy chiếu đang có vấn đề một chút nhá. Các bạn làm thầy câu số 6. Có bao nhiêu góc tạo bởi 15 tia trung góc? Có 125 góc. Hả? Có một đáp án. Có. Có câu hơn có đáp án. Còn ít phút nữa thầy đề ngắn thôi, thầy sẽ chép tay cho các bạn nhé. Có bao nhiêu góc tạo bởi 15 tia trung góc? Và câu B là vẽ M tia trung góc. Không cần đâu. Đây. Rồi, có một công thức liên quan đến cái bài này các bạn còn nhớ không? Bạn nào còn nhớ công thức để tính ra cái bài này nhỉ? Cho A tia thì nó sẽ tạo ra được bao nhiêu góc? Bạn nào còn nhớ không? Khánh Hải còn nhớ không con? Ờ, thầy có M tia trung góc thì sẽ có bao nhiêu góc con nhỉ? Thầy chữa bài này cho Hạ Khánh Hải rồi đây. Cho N tia trung góc thì có bao nhiêu góc tạo thành từ N tia con? N nhân với cái gì? Có bạn nào nhớ không? Có bạn nào nhớ cái công thức tính cái này không? N nhân 15 chia 2. Thầy vừa nhìn N tia trung gốc cơ mà. Thầy đang bảo là N tia trung gốc cơ mà, nó liên quan gì đến 15 ở đấy? Thấy không? Có ai nhớ không? Nguyệt Cát nhớ không con? Không à? Ờ ok, thầy nhắc lại nhá. Cho N tia trung gốc thì số góc tạo thành nó sẽ là N nhân N trừ 1 chia cho 2. Công thức đây, công thức tính từ N tia trung gốc. Rồi, áp dụng công thức và các bạn tính cho thầy câu này nào. Nguyệt Cát tính thầy câu này. Có bao nhiêu tia trung gốc cơ? 150. 15 nhân với 100. 15 trừ 1 chia 2. 15 nhân 14 chia 2. 4 chia 2 là bằng 7. 15 nhân 7 là bao nhiêu? 20. Nhớ chưa Khánh Hải? Đã Hải đã từng hỏi thầy bài này mấy lần, 1-2 lần rồi đấy mà không nhớ à? Rồi, các bạn làm cho thầy ý B hả? Vẽ M tia trung gốc tạo ra được 45 góc, tìm N M. Dựa vào công thức này. Bây giờ M tia trung gốc tạo được 45. Thì thay vào đây bằng 45 thôi, xem tìm được N M bằng bao nhiêu? 990 góc. 150. Còn bạn nào nữa nhỉ? Ai xung phong? Ai xung phong làm thầy ý này? Rồi, bảo đúng rồi. Mm-hmm.
Việt Nam. Nam làm cho thầy câu này nào. Nam. Vẽ M tia trung góc tạo ra 4 năm góc. Áp dụng đúng công thức con làm thôi. Thế bây giờ có M tia thì sẽ có bao nhiêu góc nhỉ? Nam. Hú. Hú. Alo. Có M tia trung góc thì con sẽ có bao nhiêu góc? Đây, có cho N tia trung góc thì số góc tạo bởi bao nhiêu? Thế bây giờ thầy có M tia trung góc thì có bao nhiêu góc con? Đây là N tia thì N M tia thì nó là bằng bao nhiêu? Không đọc đề chỗ này nhá, bỏ qua cái đề đi. Con chỉ nhìn bên đây thôi. Ở đây này, cho N tia trung góc thì sẽ có N nhân N trừ 1 chia 2 góc. Thế bây giờ thầy có M tia thì con sẽ có bao nhiêu góc? M nhân N trừ 1 chia 2. Rồi, ok. M vì nó có M tia đúng không? Mình sẽ có M nhân với lại M trừ 1 chia cho 2 góc. Thế bây giờ cái số kết quả góc ở đây bằng bao nhiêu? 45. Rồi, nhân chéo lên. M nhân với lại M trừ 1 bằng bao nhiêu? Nhân chéo lên 2 nhân 45 bằng 90. Thế bây giờ hai số hơn kém nhau một đơn vị nhân với nhau bằng 90 thì nó là số mấy mới số mấy? 90 trừ 45. M nhân M trừ 1 bằng 90 thì bằng 100 cái gì? M đằng trước là 90, M đằng sau là 1. M nhân M trừ 1 hai cái hơn kém nhau một đơn vị mà. Nó chính là 10 nhân với 9 á, nên M các bạn nó sẽ bằng 10 tia. Chưa, M 10, 10 trừ 1 là còn 9, 10 nhân 9, 90. Thầy chữa câu đầu tiên nhá. Câu đầu tiên này thì nhớ không nhầm thì có 2 đến 3 bạn vẽ hình sai thì phải. Rồi, 4, 6. Ok, thầy vẽ hình nhá. Cho đoạn thẳng AB dài 3 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho đoạn thẳng AB dài 3 cm. Mình lấy các bạn vẽ có thể lấy đúng 3 cm ở trên thước của các bạn nhé. 3 cm, lấy M là trung điểm của đoạn AB. Trung điểm là điểm như thế nào? Trung điểm là điểm như thế nào? Ok, nó nằm trên đoạn này, nó cách đều đúng không? Thì các bạn từ hai điểm AB lấy 3 cm đúng không? Thì điểm M thì nó chia ra mỗi đoạn nó là 1,5 cm. Điểm M. Thế mà về nhà vẫn có bạn vẽ thế này này. AB bấy nhiêu, xong rồi M nó lệch hẳn về một bên này. Thì cái điểm M này thì nó không phải là trung điểm nhá. Nó chỉ là điểm nằm giữa thôi. Các bạn lưu ý thầy này, trung điểm thì nó phải nằm giữa và cách đều. Nó chia thành hai đoạn bằng nhau khi mà người ta cho M là trung điểm. M là trung điểm này. Khi mà đề bài cho M là trung điểm nhá, thì mình tức là mình sẽ có đoạn AM bằng đoạn MB bằng đoạn AB chia 2. Đó, các bạn phải lý thuyết về trung điểm nó chỉ có đúng một dòng như vậy thôi. Trung điểm là gì? Chia cái đoạn này thành hai đoạn nhỏ bằng nhau thế thôi. Hiểu nôm na, hiểu ngắn gọn, hiểu theo cách hiểu các bạn thôi. Không cần phải hoa từ theo sách giáo khoa, các bạn hiểu theo đúng ý nghĩa của nó là gì, chia thành hai đoạn bằng nhau thì các bạn vẽ thành đúng hai đoạn bằng nhau thầy, chứ đừng có vẽ thành thế này nhá, cái này thì không phải là trung điểm đâu, được chưa? Tiếp theo, tia đối. Lấy điểm N trên tia đối của tia AM. Tia đối của tia AM thì bây giờ thầy hỏi lại một bạn nhé, hai tia đối nhau là gì? Bảo Minh. Con cứ hiện nói con hiểu thế nào con nói như vậy thôi, không cần phải đúng theo sách giáo khoa. Hai tia đối nhau là hai tia trung góc tạo thành một đường thẳng. Hai tia trung góc tạo thành một đường thẳng á? Có một ý đúng, đó là trung góc thì đúng. Ý kia là sao?
tạo thành một đường thẳng, thầy nhớ là hôm trước trong câu trắc nghiệm ấy thì đấy là câu hai tia trùng nhau nó cũng tạo thành một đường thẳng mà. Đây nhá, hai tia đối nhau này. Có chung gốc, nó đi về hai phía, các bạn hiểu nôm na nó đi về hai phía nó ngược nhau. Đây một thằng này thầy đi về bên tay tia gốc này. Tia thì đọc gốc trước, ngọn sau. OX này, thằng OX đi về bên tay phải thì thằng OY đi về bên tay trái. Nó vẫn tạo thành một đường thẳng như thế. Còn đâu tia trùng nhau này. Hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau. Đây, ở đây thầy có chung gốc. O này, ở đây thầy có tia OY, OX với hệ tia OY. Cái này nó vẫn đi trải dài về bên tay phải thì nó vẫn hình thành nên được đường thẳng mà Bảo Minh. Chú ý nhá, các bạn phải nắm chắc. Lý thuyết của nó chỉ có 1-2 dòng thôi, nó không có quá nhiều. Lớp 6 mà các bạn vẽ hình không cẩn thận là lên lớp 7 không học được đâu. Nhá. Nên là bây giờ tia AM đi về bên tay phải rồi. AM thầy đang vẽ về bên tay phải thì tia AN, tia đối của tia AM thì đi về đâu Bảo Minh? AM nó đang đi về bên đây rồi. Thế tia đối nó đi về đâu? Tia đối thì vẽ ngược lại. Đối là gì? Đối là đối nhau. Đối ở đây là đối nhau ấy, vẽ ngược lại nha. Nó bằng 2 cm. Đây, AN ở đây. Và cái thứ hai lưu ý với các bạn nhé. Đoạn người ta cho AN bằng 2. AM, vì AM là trung điểm nên cái đoạn nó có 1,5 thôi này. Còn đâu đoạn này nó là 2 này. Thì cái đoạn 2 về mặt cảm quan thì đoạn 2 nó phải dài hơn đoạn 1,5 chứ đúng không? Đây các bạn vẽ đoạn 2 có bấy nhiêu thôi, xong rồi đoạn đây các bạn vẽ thế này này. AM, AB đây, M đây. Rất là dài, xong AN 2 cm được một mẫu thế này. Nhìn nó có thấy giống nhau không? À nhìn thấy nó có sự hợp lý không? Mặc dù không, các bạn vẽ không chính xác được tuyệt đối nhưng mà nó cũng phải có sự tương ứng chứ, làm sao đoạn 1,5 mà lớn đoạn 2 được. Và cái tiếp theo, cái lưu ý này, khi mà vẽ hình, ở đây mình vẽ đường thẳng đúng không? Trên vở của mình là các cái dòng kẻ, cứ đè thước kẻ vào đúng dòng kẻ mà vẽ thẳng cho thầy, chứ đừng có vẽ đang cái dòng kẻ người ta thế này xong rồi mình vẽ xiên một phát chéo qua thế này, nó dở hơi đúng không? Cái những cái trên vở người ta có những dòng kẻ để làm gì, để cho mình tận dụng mình vẽ chứ, mà không tận dụng được những cái đấy thì rất là lãng phí đúng không? Có mà không biết dùng. Nhá, xong. Đấy một vài cái lưu ý cho các bạn. Nhớ bạn nào quên chỗ nào thì nốt vào, ghi chú cẩn thận lại. Có mấy bạn vẽ tia đối sai nhá. Vẽ sai thì là sai luôn đấy. Thì con vẽ hình sai đấy. Con vẽ hình sai thì bài toán nó sai luôn. Tại vì người ta cho điểm ở trên tia đối mà. Ok, câu A là vẽ hình xong nhá. Bạn nào thắc mắc gì hình nữa không? Ok, câu B này, tính độ dài NM. Ok, rất nhiều bạn làm được như sau. NM thì các bạn viết được nó chính là đoạn NA cộng với lại đoạn AM. Nhưng mà hôm trước thầy mới nhắc xong rồi, để có cái tổng này thì các bạn phải chỉ ra điều gì? Điểm nằm giữa. Đăng giáp. Đúng rồi. Đăng giáp. Đăng Giáp nghe gọi không Đăng Giáp? Không, anh nghe thấy không? Đấy là bên chữ ăn đồ đúng không? Đăng Giáp. Ô, ngồi học mà thầy gọi nãy giờ không nghe thế à? Em đang ăn thầy. Hả? Em... Thầy gọi nãy giờ không nghe thế à? Vâng. Để có cái đoạn NM này bằng NA cộng AM thì con phải chỉ ra được điều gì ở đây? Chỉ ra điểm gì nhỉ? Điểm nằm giữa. Ok, A là điểm nằm giữa. Hôm trước mới nhắc xong về nhà các bạn chỉ có một bài, vài bạn chứng minh được điểm nằm giữa thôi, còn đâu hầu như các bạn bỏ hết luôn cái phần chứng minh điểm nằm giữa của thầy rồi. Các bạn ở trên trường có thầy cô có yêu cầu chứng minh điểm nằm giữa không? Có. Có, thế mà sao về nhà không làm? Lấy AB thì ra rồi. Rồi, ở đây hiện tại này mình mới có đoạn AB bằng 3 thôi. AB bằng 3. Thầy đánh dấu vào đây nhá. AN bằng
2. Bây giờ người ta yêu cầu tính đoạn NM thì tức là mình cần phải tính cái đoạn AM nữa đúng không? Ở đây đề bài người ta cho M là trung điểm. Khi người ta cho M là trung điểm rồi thì các bạn được sử dụng luôn công thức nhá. Ví dụ M là trung điểm này. M là trung điểm thì các bạn sẽ suy được ra luôn là AM bằng MB bằng AB chia 2. Đó. Nhưng mà sao, vì sao thầy nhắc lại cái này? Tại vì ở câu 2 ấy, người ta yêu cầu chứng minh trung điểm. Người ta yêu cầu chứng minh trung điểm, các bạn lại sử dụng luôn công thức này thì không được. Đây là khi mà có trung điểm rồi thì mình mới được dùng. Còn đâu khi mà chưa có trung điểm thì không được dùng. Nha, lưu ý. Rồi, câu B này. Trước tiên mình sẽ tính đoạn AM trước nha. Vì M là trung điểm. Đề bài cho rồi, M là trung điểm của AB. Thế là mình sẽ tính được AM bằng MB bằng AB chia 2. Và nó bằng 1,5 cm. Được chưa? AM là 1,5. Và bây giờ mình sẽ chỉ ra điểm nằm giữa. Một bạn chứng minh cho thầy điểm nằm giữa nào. Một bạn chứng minh thầy điểm nằm giữa. Ai xung phong? Rồi mời Nam Anh. Con vì A nằm giữa hai điểm N. Đấy là cái vì A nằm giữa đấy, không phải là chứng minh. Đấy là con chỉ là nhìn trên hình con nói ra thôi. Nhá các bạn lưu ý nhá, các bạn rất nhiều bạn trình bày như vậy. Vì A nằm giữa N và M. Đấy không phải là chứng minh. Chứng minh phải là vì sao nó nằm giữa thì mới gọi là chứng minh. Chứ còn đâu các bạn viết câu đấy, các bạn chỉ là nói ra thôi. Vì nó có làm cái cách đều. Không phải. Một bạn xung phong. Bạn nào xung phong chỉ điểm nằm giữa. Ai? Đức Anh. Chỉ điểm nằm giữa cho thầy ở ý này. Chứng minh A là điểm nằm giữa. Đức Anh. Làm được không con? Nào các bạn. A nằm giữa hai điểm N, M, B, A thuộc NB và M thuộc NB và AN bé hơn NM là 2. Rồi chưa đúng rồi con. Các bạn chú ý trên đề bài đầu tiên người ta cho cái gì đây? Em duyệt bạn vào kìa. Cho đoạn thẳng AB. Các bạn chú ý nhá, chú ý lên bảng này. Người ta cho đoạn thẳng AB. M là trung điểm của AB. Cho đoạn thẳng AB này, M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia NM, trên tia đối của tia AM. Tức là ở đây thầy sẽ có một tia đối, tức là tia AB với cái tia AX này là hai tia đối nhau. AB với AX, AB, AX, AB, AX là hai tia đối nhau. Cái điểm N nó nằm trên tia AX này, điểm N nằm trên tia AX thì tức là AN với AM đối nhau, hai tia đối nhau thì cái gốc là cái nằm giữa. Các bạn đề bài người ta cho hết rồi mà. Tia đối này. Nha các bạn chú ý. Chứng minh điểm nằm giữa, các bạn không ôn lại bài đấy thì rất là khó để mà nhớ. Lớp 6 cái kiến thức của nó chả có gì cả. Có mỗi trung điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, tia, góc. Với lại thêm một cái chứng minh điểm nằm giữa mà không chịu học thì lên lớp 7 không học nổi đâu. Nên lớp 7 các bạn học kiến thức hình học rất rất nhiều. Nhiều hơn đại số luôn. Mà học thế này thì lên lớp 7 nguy hiểm lắm nha. Rồi ok, vì N này thuộc tia đối của tia AM. N thuộc tia đối của tia AM. Nên là suy ra A nằm giữa. A nằm giữa N và M. A nằm giữa thì các bạn sẽ có tổng như sau: NA cộng AM nó bằng N.
M. Đến đây thay số thôi. NA người ta cho bằng 2. AM mình vừa tính được là bằng 1,5. Bằng NM. Rồi. Suy ra NM bằng 3,5 cm. Đó, thế thôi, các bạn chỉ cần thêm một ý chứng minh điểm nằm giữa vào đây, thế thôi, chỉ ra đúng một câu nó thuộc tia đối. Đề bài người ta cho rồi, hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau thì cái gốc là cái điểm nằm ở giữa nhá. Mình chú ý này. Nó chỉ có hai cái trường hợp, hôm trước thầy đã hướng dẫn 4 trường hợp để chứng minh điểm nằm giữa rồi đúng không? Nhưng mà có hai cái trường hợp nó rơi vào tia trùng nhau với tia đối nhau thì là hay gặp, thầy sẽ nhắc lại này. Hai tia đối nhau, OX OY, OX OY thì cái O này là điểm nằm giữa này. Còn đâu hai tia trùng nhau. Đây giả sử thầy có OX OY. Hai tia trùng nhau nhé, hoặc là người ta cho một tia OY trên đấy lấy điểm A và điểm B sao cho OA nhỏ hơn OB. OA nhỏ hơn OB thì cái điểm A là điểm nằm giữa này. Được chưa? Còn đâu hai tia đối nhau, giả sử lấy điểm A điểm B thì cái gốc O là cái nằm ở giữa. Đấy, đây là trường hợp đối nhau, đây là trường hợp trùng nhau. Nha, nhớ đấy, nhớ mà chú ý mà ghi lại mà để chứng minh, làm bài tập cho cẩn thận vào. Cho hai tia OX và OY đối nhau. Đấy, nó lại ra trường hợp hai tia đối nhau này. OX, OY đối nhau, đọc lên đây các bạn biết O ở điểm nằm giữa rồi. Đây điểm O này. Tia OX, tia OY. OA bằng 4, 1, 2, 3, 4. Thầy sẽ lấy theo cái O ở trên bảng nhé. Còn đâu các bạn vẽ trong vở, các bạn có thể lấy theo đúng cm ở trên thước kẻ. Trên OY lấy điểm B. OB bằng 2. C là trung điểm của đoạn OA. C là trung điểm của OA. Rồi ok. Tính đoạn thẳng AB. Nào một bạn nhanh, chỉ nhanh cho thầy tính độ dài đoạn thẳng AB. Phương Anh con. Phương Anh. Phương Anh. Phương Anh nghe thầy gọi không? Phùng Phương Anh. Con thấy rồi. Ô các bạn học mà không nghe thầy gọi à? Các bạn khác có nghe thầy gọi không? Con nghe thấy rồi. Có hả? Phương Anh lần 3. Phương Anh lần 4. Khánh Hải nào? Thôi, cô, bài này có biết làm. Rồi Khánh Hải làm thầy ý A nào. Tính độ dài đoạn thẳng AB. Mau. Tính độ dài AB nào. Mau nào Khánh Hải. Cô làm đúng hết rồi. Khánh Hải. Vì O là trung điểm. O là O nằm giữa B và A. Vì sao O nằm giữa B và A con? Vì O nằm trong B và A. Câu trước thầy mới nhắc xong, đây là trường hợp gì đây? Hai tia đối nhau thì cái gì nằm ở giữa? Nằm.
Bây giờ thầy cho hai tia OX, OY thôi thì cái điểm nào nó nằm ở giữa? Điểm O. Điểm O. Thế bây giờ thầy có tia OX này, OY này, thằng A nó nằm trên tia OX, thằng B nằm trên tia OY. Thì cái điểm gì nằm giữa? Điểm E. Vừa mới nhắc xong. Nào các bạn tập trung nhá. Ta có này, OX, OY đối nhau. OX, OY đối nhau mà thằng A nó thuộc OX, thằng B nó thuộc OY. Hai tia đối nhau. OX này, OY này. OX, OY, hai tia đối nhau thì thằng A nằm bên OX, B nằm trên tia OY, thì điểm O điểm nằm giữa chứ còn cái gì nữa. Có mỗi cái một cái dòng để chứng minh thôi. O nằm giữa A và B thì mình sẽ suy ra là BO cộng với lại OA sẽ bằng BA. Rồi. BO bằng mấy? BO bằng 2 cm. OA bằng? OA bằng 4 cm. Rồi từ đây tính được AB nó bằng? B bằng 6 cm. Rồi ok, cảm ơn con. Tiếp theo, điểm O có là trung điểm của BC hay không, vì sao? Đây, người ta hỏi điểm B có là trung điểm của... Điểm O có là trung điểm của BC hay không? Thế các bạn đi sử dụng luôn là OB bằng OC bằng BC chia 2. Thế còn cần gì chứng minh nữa? Nếu có cái đấy thì cần gì chứng minh nữa? Đúng không? B này, O có... là trung điểm của BC không? Bây giờ nhắc lại, để chứng minh trung điểm cần phải chỉ ra hai yếu tố, đó là gì? Điểm nằm giữa và cách có cái cách đều. Rồi mời Bảo. Nguyên Bảo. Để chỉ ra trung điểm, để chỉ ra trung điểm thì con phải chỉ ra điều gì? O phải nằm giữa. Hả? O phải nằm giữa BC. Thầy đang bảo để ra trung điểm, để chỉ ra trung điểm thì con cần phải chứng minh cái gì mà? Ok, nằm giữa và? Và B. Nằm giữa và cách đều. Ok. Ghi bài đi. Mình đã có bản thân là có, bây giờ các bạn chỉ ra điểm nằm giữa và cách đều đúng không? Thì ở đây mình vẫn là trường hợp tia đối thôi. Thằng B này nó đang nằm ở trên tia OX. Thằng C là trung điểm của A, C là trung điểm của OA, thì tức là C nó thuộc tia OX, còn đâu B vẫn thuộc OY, thì suy ra điểm O là điểm nằm giữa. Và vì C là trung điểm nên mình sẽ tính được OC bằng CA bằng OA chia 2, OC nó cũng bằng 2. Nha. Vì C là trung điểm. Vì C là trung điểm của OA nên từ đây sẽ suy ra OC bằng CA và bằng OA chia 2. Rồi, đã tính được cách đều. Và các bạn phải chỉ ra điểm nằm giữa nữa. C là trung điểm của OA. Rồi. B, C là trung điểm của OA. C nó thuộc tia C là trung điểm của OA, tức là C nó thuộc tia OX. B nó thuộc tia OY. Vẫn thế, hai trường hợp OX, OY đối nhau. OX, OY đối nhau. Nên là mình sẽ suy ra O nằm giữa, O nằm giữa B và C. Rồi tiếp theo là có OC mà OC nó bằng 2 cm, nó sẽ chính là bằng
OB. Từ hai thằng này sẽ suy ra O là trung điểm. Chưa, nằm giữa, cách đều. Ơi. Có trình bày lại đi cơ. Có bạn làm đúng hết rồi nhưng mà thầy vẫn đang chữa lại cho các bạn, chữa cho cả lớp luôn đấy. Nhưng mà bài tập mình không có nhiều thời gian, bây giờ các bạn chỉ còn mấy buổi nữa thôi, 2-3 buổi nữa thôi là hết chương trình lớp 6 rồi. Nên là về nhà chịu khó học đi. Rồi, vẽ tia OZ khác tia OX, OY. Kể tên các góc trong hình vẽ. Thì bây giờ các bạn vẽ một tia OZ bất kỳ thôi. Vẽ chéo thế này cũng được, chéo thế này cũng được, vẽ xuống dưới cũng được nhá. Ở đây thầy thừa bảng bên trên, thầy sẽ vẽ lui lên bên trên. Vẽ tia OZ. Rồi các bạn nhìn lên trên hình. Ở trên hình này có bao nhiêu góc tất cả? Các bạn về nhà làm ấy, các bạn chú ý thầy khi mà kể tên góc nhá. Đây, giả sử như thầy có góc X, O, Y. Góc X, O, Y này. Trên O, X, O, Y thầy lấy hai điểm A và B. Thì cái góc X, O, Y này nó chính là góc A, O, B. Bản thân góc nhá, các bạn đọc tên thế nào thì ở đây nó vẫn chỉ là một góc O thôi. Và nó cũng chính là ở đây thầy có một góc, chính là góc O. XOY hay là AOB hay là AOX thì bản thân nó cũng chỉ góc A thôi và nó sẽ là một góc và các bạn chỉ kể một lần thôi nhá. Ví dụ như ở đây này các bạn kể XAY hay là XAC, XAO thì nó cũng chỉ góc A thôi. Mình chỉ cần kể một lần là được. Được chưa? Không cần phải nhắc lại quá nhiều lần. Các bạn kể bị trùng góc rất là nhiều và cũng bị sót góc nữa. Thầy sẽ đánh dấu góc cho các bạn nhé. Ở trên đây người ta chỉ yêu cầu kể tên các góc trong hình vẽ thôi. Có bài người ta sẽ yêu cầu là kể tên các góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trên hình. Thì ở đây này, góc bẹt mình sẽ có góc B. Thì các bạn đọc dài hẳn ra I, B, X. Tiếp theo đến góc O, I, O, X. Tiếp theo góc C, ICX và IAX. Đấy là 1, 2, 3, 4 góc bẹt có ở trên hình. Tiếp theo, góc O này, bản thân nó sẽ có một góc tù ở bên đây. Một góc tù bên đây và một góc nhọn ở bên đây. Được chưa? Nên ở trên đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn có thể... Và khi nhớ là khi liệt kê góc nhá, một là dùng ký hiệu này này, góc XOY chẳng hạn, hoặc là XOY thì cho nó cái mũ lên đây, đội mũ cho nó không phải nó rột mất nhá, nó đi mưa nó ướt mất. Đó, nhớ khi ký hiệu góc chứ đừng có viết chỏng chơ cái thằng XOY, viết chỏng chơ cái này là không được đâu nhá, người ta đấy không biết nó đang kể cái ký hiệu gì đâu. Rồi, liệt kê nhá, góc bẹt. Ở đây các bạn có thể thầy viết luôn cho các bạn các góc. Vì có bài người ta sẽ yêu cầu kể tên các góc bẹt, góc nhọn, góc tù thì các bạn sẽ trình bày thế này. Còn đâu người ta yêu cầu liệt kê thôi thì các bạn kể tên thôi cũng được. I, B, X, I, O, X, I, C, X và I, A, X. Bốn góc bẹt có trên hình. Góc tù, I, O, Z. Góc tù là góc lớn hơn 90 độ nhé. Góc nhọn nhỏ hơn 90 độ, lớn không. Và đó là góc IOZ, AXOZ. Đấy, rồi xong. Các bạn chữa bài vào, ai có thắc mắc gì thì hỏi luôn nhé. Người ta chỉ yêu cầu liệt kê thôi, các bạn chỉ cần liệt kê thôi nhé. Còn đâu ở đây thầy đang vẽ viết hẳn ra như này để cho trường hợp mà người ta yêu cầu chỉ các góc bẹt, góc nhọn, góc tù.
thì các bạn trình bày như vậy. Còn đâu ở đây các bạn chỉ cần liệt kê các góc ra là được nhé.